Leonardo da Vinci, di Sir Piero da Vinci, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1452 tại Anciano, Ý, mất ngày 2 tháng 5 năm 1519 tại Amboise, Pháp, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và nhà triết học tự nhiên người Ý. Ông được coi là thiên tài toàn năng nhất lịch sử nhân loại. Ôi những cái thông tin như thế này thì mình nghĩ là chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Mình là mình không biết, cho đến khi làm cái video này mình mới biết đấy.